người lại là Moon đây. Lâu lắm rồi mình mới update cuộc sống hàng ngày dạng vlog như thế này. Nếu mọi người vẫn còn nhớ và quan tâm cuộc sống của mình thì mình cảm ơn trước nha. Đây sẽ là một vlog 24 giờ của mình để xem là mình đi đâu, làm gì và tại sao mình lại vắng mặt ở trên YouTube lâu như thế nha. Lắm rồi chúng mình mới có một vlog update kiểu như thế này. Thì bây giờ tôi đã là nhân viên công sở rồi. Tôi đã đi làm full time rồi. Thì nếu như mọi người chưa biết thì hiện giờ mình đang làm stylist. Tóc mình đợt này nó cũng trộm vía một tí, vì đợt này mình cũng đầu tư khá nhiều thứ vào tóc mọi người ạ. Ok, bây giờ chúng mình không còn nhiều thời gian nữa đâu nên mình sẽ sấy tóc nhanh. À khoe các bác cái này, tôi mới đầu tư được một chiếc máy sấy. Máy sấy này thì đến từ nhà Leifen nha. Đây là một brand công nghệ đến từ Trung Quốc. Nếu mà bác nào tóc hư tổn hoặc là tóc tẩy ấy thì nên tham khảo đầu tư một cái máy sấy tóc. Thực ra cũng chả cần tóc có vấn đề gì đâu thì máy sấy tóc cũng rất quan trọng nha. Tôi sẽ thị phạm cho các bác biết nó đỉnh như thế nào. Mình thường buổi sáng cũng không có nhiều thời gian đâu nên là cái máy sấy này nó tiết kiệm thời gian của mình rất nhiều ấy. Bác nào mà tóc tẩy thì chắc sẽ biết là tóc tẩy nó lâu khô như thế nào. Đây, tôi sẽ bấm giờ cho các bác nhìn luôn. Nói có sách mách có chứng nha. Đây mọi người nhìn tóc mình sau khi sấy này, chưa đến 2 phút mà nó đã khô đến như thế này rồi. Phải bác nào mà tóc tẩy rồi thì các bác mới biết là khô nhanh như thế này, là tốc độ quá đỉnh ý mọi người. Mình thường không bao giờ dám sấy khô tóc ngay đâu vì mình sợ bị khô sơ, nhưng mà mọi người nhìn này, nói chung là đáng đồng tiền bát gạo lắm các bác ơi. Bình thường máy sấy ấy nó sẽ có cái phần cánh quạt ở đằng sau như này đúng không, nhưng mà máy sấy này thì không có. Phần tản nhiệt thì nó ở phần dưới tay cầm cơ, lạ nhỉ. Theo kiểu không biết bạn nào mà có bị lúc sấy tóc nó bị kẹt cái tóc vào cái phần cánh quạt hoặc là hút vào trong máy sấy không? Chúng mình là bị rồi nha, sợ nha. Mà cái này cầm cũng nhẹ ấy, kiểu sấy vừa nhanh mà còn vừa nhẹ nữa. Tóc dài còn cộng thêm tẩy nữa, bình thường mình sấy đúng kiểu nhức cái nách luôn đấy các bác. Cái này giảm tiếng ồn khá tốt này, mình hơi sợ mấy cái ồn quá ấy. Thế là ok, sorry mọi người, khúc này sẽ hơi ồn tí, mình bật cho mọi người xem thử nhá. Đấy, mình sẽ test máy sấy Leifen và một cái máy sấy khác của mình để mọi người thấy nó khác nhau như thế nào nhá. Máy sấy này thì nó sẽ có 4 chế độ này, có chế độ nóng này, ấm này, lạnh và luân phiên cả hai chế độ nóng lạnh luôn. Khá là nhiều màu mà đều sẽ là những cái màu ngọt ngọt như thế này này, có cả màu trắng nữa. Chung là nhìn khá là xinh ấy mọi người. Tóm lại điểm nổi trội nhất mà mình chuyển sang máy sấy này, đấy là máy sấy này dùng ion âm. Khi mà mình dùng các ion âm ấy thì nó sẽ thổi vào tóc này, làm cho tóc mình được bảo vệ và không bị hô sơ hay là hư tổn. Chứ mình thực sự là rất ám ảnh mỗi lần sấy tóc với mọi người. Mà tóc của mình thì nó khá là dễ bết nên mình không thể nào để nó tự khô, kiểu khô tự nhiên trước gió được ý. Thế bây giờ thì mình sẽ xịt thêm cái này. Đây, dạo này mình dùng cái này này. Mình mới xịt chưa hết một chai nên mình cũng chưa biết tác dụng của nó đến đâu. Nên là nếu có gì ok thì mình sẽ làm một video review mọi người những sản phẩm dưỡng tóc dạo này của mình nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ phải làm nhanh mọi thứ thôi bởi vì mình lại sắp muộn rồi. Tôi quyết định đi làm full time cũng là một lý do là tôi muốn được kỷ luật bản thân ý. Vì làm freelance thì không có ai thúc giục cả nên là giờ giấc của tôi nó rất là đảo lộn. Lát nữa thì nếu như được thì mình sẽ quay cho mọi người xem chỗ mình làm này. Bởi vì hôm nay cũng sẽ có buổi chụp nữa nên là mình cũng sẽ đưa mọi người đi theo để xem là một ngày của stylist thì nó sẽ diễn ra như thế nào nhé. Gọi là stylist nhưng mà tôi vẫn là nhân viên công sở. Nên nếu như không có buổi chụp thì chúng mình sẽ làm việc ở văn phòng. Routine sinh hoạt của văn phòng chúng tôi đấy là ăn sáng xong rồi ngồi túm tụm lại. Nhưng mà khung cảnh này nó cũng không thường xuyên đâu, bởi vì không mấy khi chúng tôi đi làm sớm cùng nhau cả. Trước mỗi buổi chụp thì chúng mình sẽ phải chuẩn bị quần áo, phụ kiện để cho vali mang đi. Nói chung là quay ở văn phòng không bao giờ được yên với lũ này mọi người ạ. Cứ một tí là sẽ có đứa chui vào khung hình. Dung lượng không đủ đô với cái lũ này luôn ấy mọi người. Trước khi cho vào vali đồ thì bọn mình sẽ phải kiểm lại xem nó đủ đồ chưa hay nó có bị lỗi thiếu gì không. Nói chung là xương mỗi lần đi chụp là khoảng tầm 15 đến 20 set nha mọi người. Flex nhẹ nhàng cuộc sống trong nhung lụa của tôi. Nói chung là văn phòng này tổng hợp cả khu vực livestream này, stylist này, rồi design này. Ok, bây giờ thì chúng mình lên đường thôi. Hello mọi người, bây giờ chúng mình sẽ đi chụp đây. Đây là Moon, còn đây là... Mà Hân. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, just tell me. Wow. Wow. Ở đây ánh sáng đẹp lắm luôn này mọi người. Outfit check. Rồi ôi các mẹ ơi, đi là đồ đấy. Vâng ạ. Thank you.
mọi người như thế nào, nhưng mà đây là những công việc mà tôi làm khi làm một stylist nha. Khách sạn này tôi khá là thích, nhưng mà chỉ thích cái phòng này thôi mọi người ạ. Đây là phòng thư viện ở tầng cao nhất, chứ bên dưới thì nó bị sang chảnh quá so với style của tôi ấy. Sexy girl. Chị ơi, em trông nó rất là chuyên nghiệp. Em mặc vào không? Nhìn nó thời thượng. Bạn mẫu hôm nay siêu xinh nhưng mà hơi ốm nên là mút nó hơi tụt một tí. Nói chung là làm stylist thì chỉ mệt cái lúc chuẩn bị thôi, còn on set rồi thì thực ra là mình chỉ cần phải check xem là ảnh ok chưa, hay là quần áo nó có phẳng phiu, nó có đúng fit không. Đó, sau đấy thì chỉ việc ngồi thảnh thơi rồi đợi photo thôi. Vâng. Ý là vẫn chéo như thế nhưng mà nó luôn trên này nó hơi sáng hơn. Chị ơi, ánh sáng ở trong này đẹp hơn này, mình có muốn quay không? Mọi người ơi, chúng tôi đã xong rồi. Chúng tôi đã quần quật đến 6 giờ rồi. Bây giờ chúng tôi đi ăn. Bye bye. Hi. Bây giờ chúng mình sẽ đi cà phê. Đây, đây là outfit. Ui, đấy cái mới. Nó xinh quá luôn. Mọi người nhìn đi. Phải như này mới chịu nha. Ê, lúc đầu mày vào tao tưởng mũ chống nắng. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi chụp ảnh đây. Khổ quá mà đói khát đi chụp ảnh quá. Ê, đi làm cả ngày giờ vẫn phải lên đồ đi nha. Thì đến nơi mình sẽ quay full outfit này cho mọi người xem. Bye. Bố bảo không, bên dưới nhà thích không phải quấy em. Đó là phải quấy lên này, tao vừa uống một quả tinh túy vậy. Phim rất nghiệp dư. Tôi lại quên outro ấy mọi người. Kiểu đi về xong mệt, xong mấy hôm đi làm mình cứ bị mệt ý. Mọi người thông cảm nha, vì lâu rồi mình mới quay vlog ấy, nên là nó hơi bị vụ về một chút. À, với cả tiện khoe mọi người cái make up look ngày hôm nay của mình này. Uầy, nó kiểu siêu ưng ấy. Lâu lắm rồi mình mới tìm một chỗ make up mà nó hợp với mặt mình như thế này. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh của mình. Và nhớ là bấm quả chuông bên cạnh để còn nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mình ra video mới. Và follow Insta của mình nữa. Ôi, sorry mọi người, mình bị đơ quá. Ok, bye bye, gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.